Vâng, trân trọng kính mời mọi người đang có mặt tại công viên sở, chúng ta cùng hướng mắt về khu vực xích lưu vòng. Trên dây bây giờ và ngay lúc này là xích thủ Huế Nguyễn, một trong những nữ xích thủ đang sinh hoạt tại câu lạc bộ xích lưu vòng của chúng tôi. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Cô ấy đang cống hiến cho toàn bộ khách tham quan và du lịch có mặt tại công viên Yên Sở những đường bay thật đẹp mắt và uyển chuyển. Quá đẹp. Cô ấy là một trong những nữ xích thủ đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi ra mắt câu lạc bộ xích lưu vòng ngày 7/9/2023 vừa tới vừa rồi. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Cô ấy trao khoa, cô ấy lại trao lại, quay lại đây. Quá đẹp, quá tuyệt vời, được không? Quá được rồi. Ôi, cô ấy đang cống hiến cho tất cả những khách tham quan và du lịch tại công viên Yên Sở những đường bay thật tuyệt kỹ và đẹp mắt, quá đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng một xích thủ thực thụ trong câu lạc bộ xích lưu vòng của chúng ta. Quá đẹp. Cô ấy vẫn thường xuyên ra sân và có mặt để sinh hoạt và tập luyện một môn xích lưu vòng có 102 tại công viên Yên Sở. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Bên kia cô ấy trao khoa, cô ấy lại trao lại, quá đẹp. Trao như này mà không giòn được thì thôi đi. Đúng rồi, thôi quá đẹp. Được sự cổ vũ và động viên của tất cả các anh chị em cô bác trong công viên Yên Sở, cô ấy đang cống hiến và lan tỏa một môn thể thao có 102 tại công viên Yên Sở, đó là môn xích lưu vòng. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Ui giời, với mọi người khi cô ấy ở trên dây, cô ấy đang tập luyện mà mọi người đi qua phải ngỡ ngàng và thầm thán phục. Ui trời, tại sao lại có những nữ xích thủ tuyệt vời và xinh đẹp thế này. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Ui giời ơi, lâu lắm, đúng thực sự là lâu lắm tôi mới được trải nghiệm và chiêm ngưỡng những đường bay thật tuyệt kỹ và đẹp mắt. Cô ấy đang đùa giỡn trên xích được không? Chắc chắn là được. Quá đẹp, quá thành công, quá tuyệt vời. Vâng, để dừng lại tại đây, một lần nữa anh xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em, cô dì, chú bác đang có mặt tại công viên vở. Một ngày mới, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Vâng nha, trân trọng kính mời toàn thể mọi người. Đúng rồi, đây là múa xích, quá đẹp. Kéo xích về, ui đấy, anh đang tập những cái môn này là môn múa xích, đúng là chủ tịch. Rồi, ok, quá đẹp. Quá đẹp, anh đấy đang hướng dẫn và chỉ bảo cho tất cả mọi người tập luyện môn xích lưu vòng này. Vâng, trân trọng kính mời toàn thể mọi người, chúng ta đang có mặt tại công viên Yên Sở cùng hướng mắt về khu vực xích lưu vòng. Trên dây bây giờ và ngay lúc này là chủ tịch câu lạc bộ Đào Đức Thịnh. Anh ấy vẫn thường xuyên ra sân để lan tỏa và động viên tất cả mọi người đang thường xuyên tập luyện môn xích lưu vòng tại công viên Yên Sở. Quá đẹp. Anh đang lên dây và anh cống hiến cho tất cả những khách tham quan và du lịch khi đến công viên Yên Sở được chiêm ngưỡng một môn công phu có 102, đó là xích lưu vòng tại công viên Yên Sở. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh ấy có những đường truyền thật là hoàn mỹ và đẹp mắt. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Lâu lắm tôi mới được chiêm ngưỡng anh chủ tịch câu lạc bộ. Đúng, anh xứng đáng là chủ tịch câu lạc bộ xích lưu vòng. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh ấy trao khoa, xong anh lại trao lại. Quá được không? Anh đang đùa giỡn trên xích. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Úi giời ơi. Cộng thêm những động tác hét hò kia. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đúng rồi, anh ấy trao khoa. Mọi người, đúng rồi, đây là múa xích, quá đẹp. Kéo xích về, ui đấy, anh đang tập những cái môn này là môn múa xích, đúng là chủ tịch. Rồi, ok, quá đẹp. Quá đẹp, anh đấy đang hướng dẫn và chỉ bảo cho tất cả mọi người tập luyện môn xích lưu vòng này những kỹ thuật. Cũng như tất cả mọi người đang có mặt tại công viên Yên Sở một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Vâng, cụ con mời cụ vào đây ạ. Cụ vào đây đua xích cho nó. Xích thủ Trương Quý Anh, một trong những xích thủ của câu lạc bộ xích đu vòng. Anh
hàng ngày vẫn ra sân đều đều như vắt chanh. Xe xa là cụ 85 tuổi. Quá được rồi đúng không? Đẹp đấy. Trời hôm nay đẹp hơn sáng hôm trước. Xích ở đâu là xích ở đâu? Đây là những không gian đẹp cuối cùng của mùa thu. Mấy hôm nữa mà ra đây là các bạn sẽ thấy là những cái cây này nó sẽ rụng lá để chuẩn bị cho một mùa đông. Kết xem clip này thì ra đây nhá, để cổ động tinh thần cho anh em mất hút. Từ hôm sang Việt Nam là bận kiếm ăn, hẹn mấy cái hẹn này mà không tới. Rồi, đi sân golf Đồng Mô. Hôm nay công viên được dọn khá sạch sẽ. Wow, Santo Chavring. Đấy, phía xa kia là anh Thế Anh, xích thủ. Câu lạc bộ đang chuẩn bị sau một thời gian khởi động là đang vào. Rồi, Thế Anh lên luôn. Tuyệt vời. Anh Thế Anh ở đây chạy nhiều ra người khá gọn và đẹp. Hạn chế bia rượu mức tối đa là người lên ngay, cơ ngay. Nguyễn Thế Anh, Bùi Thế Anh, một trong những xích thủ của câu lạc bộ xích đu vòng công viên Yên Sở. Anh là một người cũng hay tập ở sân một tuần được 3-4 buổi nhỉ. Mỗi Tiến Thịnh là lười nhất, vừa vì công việc vừa vì thời gian không cho phép. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể mọi người đang có mặt tại công viên Sở, chúng ta cùng hướng mắt về khu vực xích đu vòng. Vâng, trên dây bây giờ và ngay lúc này là xích thủ Cao Văn Thu, một trong những xích thủ trong câu lạc bộ xích đu vòng của chúng ta. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh ấy là một lão tướng trong câu lạc bộ xích đu vòng. Chúng ta cùng xem và trải nghiệm thế nào là đẳng cấp. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh Thu đây là một trong những người đã từng đoạt được giải bền lâu nhất trên dây. Anh ấy hôm trước là tôi cũng đã chứng kiến anh ấy đu 8 phút tương đương với cả 14 vòng. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Để được có cơ thể và body săn chắc như này là anh ấy phải rất nhiều công sức và mồ hôi. Anh Thu thường xuyên có mặt tại công viên Yên Sở ngày 2 lần. Mặc dù anh ấy đã bước vào tuổi hưu trí nhưng mà anh vẫn tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ với anh em chúng ta. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Úi dồi ôi, anh ấy trao khoa, anh ấy trao lại. Quá đẹp. Và xa xa bên kia là chủ tịch lại làm công tác vệ sinh. Đúng là anh là một tấm gương cho mọi người chúng ta cùng noi theo. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Vẫn thế, vẫn ngay bây giờ và lúc này, anh Cao Văn Thu đang cống hiến cho toàn bộ những khách tham quan và du lịch khi đến công viên Yên Sở được chiêm ngưỡng và trải nghiệm một môn thể thao có 102, đó là xích đu vòng. Vâng, chỉ có ở công viên Yên Sở mới có những môn thể thao đặc sắc và tuyệt vời như này. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Mọi người lưu ý khi chúng ta đến sinh hoạt tại công viên Yên Sở, chúng ta sẽ phát hiện ra hai màu đặc trưng của câu lạc bộ xích đu vòng chúng tôi, đó là màu xanh và màu cam. Đấy mọi người, đây tất cả hôm nay là rất nhiều những xích thủ đang có mặt tại công viên Yên Sở để chiêm ngưỡng và tập luyện một môn xích đu vòng. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Nếu như mà mọi người mà không biết
cứ nói bảo anh Thu đây chắc chỉ ở vị trí số 2 thì tôi nghĩ là không có ai là số 1 hết. Không ai có thể vượt qua Cao Văn Thu. Đúng, quá đẹp, quá tuyệt vời. Đấy, anh ấy tung bay, anh ấy đùa giỡn trên dây xích, quá đẹp. Với cái tấp tuổi, cái tuổi mà ngoài 60 như anh Thu, tôi nghĩ là ít người, ít, rất ít những người có những sức khỏe như anh Thu. Phải nói là cũng là trải qua một thời gian tập luyện, rèn rũa mới được như vậy. Không phải tự nhiên mà anh ấy có được sức mạnh như này đâu. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Vừa rồi là anh Thu là một trong những người đã từng đoạt giải trong cuộc thi ra mắt câu lạc bộ xích đu vòng ngày mùng 9 tháng 7 2023 của câu lạc bộ xích đu vòng chúng tôi. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Dương nói về phút thì không thể nói được với cả Cao Thu. Cao Văn Thu thì tôi đã nói với cả mọi người là anh Cao Văn Thu đã từng đạt ngưỡng 8 phút. Không ai có thể vượt qua được 8 phút. Tôi đã chứng kiến rồi. Lúc nào rảnh rỗi thì tôi sẽ đưa cái clip đấy để mọi người cùng trải nghiệm và chiêm ngưỡng thế nào gọi là 8 phút. Anh ấy đang ở phút thứ 3 rưỡi. Vâng, để dừng lời tại đây một lần nữa. Anh xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh em bạn bè đã và đang xem clip này. Một ngày mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Vâng, chào anh. Xin chào. Vâng, chào anh Thu. Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Phải chưa? Xin chào tất cả mọi người trong câu lạc bộ xích đu vòng công viên như sở. Vâng, xin trân trọng kính mời mọi người chúng ta cùng hướng mắt về khu vực xích đu vòng. Trên dây bây giờ và ngay lúc này, một màu áo xanh là Vũ Kim Sơn, người đã hôm nay chính thức gia nhập câu lạc bộ xích đu vòng của chúng ta. Mong rằng tất cả mọi anh em trong câu lạc bộ chúng ta cùng hướng dẫn, tạo điều kiện và chỉ bảo cho anh Sơn ngày càng phát triển hơn, vì anh Sơn là một người cũng mới gia nhập câu lạc bộ chúng ta. Vâng. Vâng, đại diện cho toàn bộ anh em câu lạc bộ xích đu vòng xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới mọi người cũng như đặc biệt là anh Sơn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Vâng, mời anh chúc lên dây. Mọi người trong câu lạc bộ thật là nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Vâng. Tích cực tham gia xích đu vòng. Vâng, xin chúc mừng anh. Vâng, chúc mừng anh đã ra tham gia câu lạc bộ xích đu vòng của chúng ta. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Vâng, mọi người cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm thế nào là một xích thủ thực thụ trong câu lạc bộ xích đu vòng. Quá đẹp. Được sự động viên và khích lệ của mọi người. Trước kia thì anh Sơn anh cũng luôn luôn anh ngại ngùng, anh mặc cảm mà tớ già rồi, tớ sợ không tham gia không đu xích được. Vâng, đúng, anh có thể già tóc già râu nhưng về đu xích còn lâu anh mới già. Mọi người chúng ta cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm thế nào là tuổi tác. Đúng, thể thao không giới hạn và thể thao không sợ tuổi tác. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Trời ơi, anh ấy đang cống hiến và lan tỏa cho tất cả những thành viên câu lạc bộ chúng ta những bước đi đẹp mắt và uyển chuyển. Quá tuyệt vời. Đấy, anh cứ hay, nhiều khi anh cứ hay ngại ngùng. Đúng, tôi thấy anh xứng đáng là một xích thủ trong câu lạc bộ xích đu vòng của chúng ta. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Vâng, một lần nữa để dừng lời tại đây, anh lại xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em trong câu lạc bộ xích đu vòng. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhá. Vâng, chào. Vâng, thầy chào anh Sơn và kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chào.